Lisa đang bị chỉ trích vì show nhạy cảm, Jennie lại bận rộn cạnh tranh khốc liệt với Jungkook, BTS. Ở thời điểm hiện tại, trong khi việc gia hạn hợp đồng với YG đang còn nhiều rối rắm, thì mỗi bước đi của các cô gái hắc hưởng Blackpink đều có thể trở thành tâm điểm chú ý không kém. Trong khi người hâm mộ lẫn truyền thông toàn cầu đang quan tâm về vấn đề ký kết hợp đồng giữa các thành viên Blackpink sẽ ra sao và liệu số phận của bốn cô gái hắc hưởng này cũng sẽ mỗi người mỗi nơi, thì Lisa và Jennie luôn có những lịch trình cá nhân nhận được sự quan tâm lớn. Theo đó, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, vụ việc cỗ máy nhảy của Blackpink Lisa biểu diễn tại Crazy Hall, nơi được coi là một trong ba chương trình tạp kỹ hàng đầu ở Paris, Pháp, cùng với Maureen Rogie và Lido. Đây là một chương trình nghệ thuật phô diễn thân thể tiêu biểu dành cho giới thượng lưu trong và ngoài nước. Việc nhận lời biểu diễn tại chương trình này của Lisa đã gây tranh cãi vì Crazy Hall bao gồm các màn trình diễn, trong đó các vũ công trên người không có một mảnh vải che thân, đã gây ra nhiều chỉ trích vì chủ nghĩa giật gân và thương mại hóa tình dục. Tuy nhiên, không giống như những vũ công khác thường để lộ toàn bộ da thịt trên cơ thể, thì Lisa được biết là đã biểu diễn trong trang phục hai mảnh bé xíu xiu, khoe đường cong cơ thể không có chỗ chê. Sau khi kết thúc tất cả các màn trình diễn của mình tại Crazy Hall, Lisa còn bày tỏ sự hài lòng với sân khấu Crazy Hall thông qua nền tảng Instagram của mình. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời tại Crazy Hall Paris. Cảm ơn tất cả mọi người đã làm cho điều này xảy ra. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần ai đó lấp chỗ trống. Cũng chính vì chương trình biểu diễn lần này của Lisa đã khiến hình ảnh của cô giảm đi rất nhiều trong mắt người hâm mộ. Tại Hàn Quốc, rất nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng Lisa nên từ bỏ danh xưng thần tượng K-pop. Thậm chí những nghệ sĩ có mặt để ủng hộ cổ vũ Lisa biểu diễn tại Crazy Hall cũng vì đó mà bị ảnh hưởng rất lớn. Điển hình là hai người đẹp của Hoa ngữ là Angelababy và Trương Gia Nghê. Ngoài việc xuất hiện trên Crazy Hall, Lisa còn vướng tin đồn hẹn hò với Frederic Arnaud, con trai của Bernard Arnaud, chủ tịch tập đoàn thời trang cao cấp Pháp LVMH. Gần đây, video hai người ghé thăm các nhà hàng nổi tiếng ở Paris đã lan truyền trên SNS và cộng đồng mạng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong khi động thái táo bạo của Lisa khiến trái tim người hâm mộ loạn nhịp lẫn tranh cãi dữ dội, thì hoạt động của Jennie lại khiến người hâm mộ phải phì cười. Vào ngày 6 tháng 10, Jennie đã phát hành đĩa đơn đặc biệt You and Me. Bài hát là sân khấu solo của Jennie trong Blackpink World Tour và màn trình diễn của cô trước bối cảnh trăng rằm đã được yêu mến nồng nhiệt. Sau khi dự án đĩa đơn được ra mắt, chỉ trong vòng 24 tiếng, dự án You and Me của Jennie đã nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng bài hát iTunes tại 53 quốc gia. Việc ra mắt dự án âm nhạc ở thời điểm này của Jennie và nhanh chóng đứng thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng của cô được cho là đang cạnh tranh khốc liệt với thành viên của BTS Jungkook, người đã phát hành bài hát mới 3D. Sau bản hit toàn cầu Seven đã đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu và chứng tỏ mình là một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng toàn cầu. Jungkook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên lọt vào top 5 bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh với 3D, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng chính thức của Anh vào ngày 6 tháng 10. Vào ngày 3 tháng tới, Jungkook sẽ phát hành album solo Golden bao gồm tổng cộng 11 bài hát. Mặt khác, ca sĩ Lee Ho-ri sẽ trở lại sau 6 năm với đĩa đơn kỹ thuật số Hodi B Banbaji vào ngày 12 tháng 10. Hay Sunmi, cựu thành viên Wonder Girl, người đã tạo nên những bản hit như Full Moon và Gashina, cũng sẽ phát hành một đĩa đơn kỹ thuật số vào ngày 17 tháng 10. Được biết, ca khúc này do chính nữ ca sĩ viết lời và sáng tác. Bên cạnh việc cạnh tranh khá khốc liệt với những tên tuổi ở bảng xếp hạng âm nhạc, ngoài ra, Jennie đã xác nhận sẽ xuất hiện trên chương trình tạp kỹ mới Căn hộ 404, tên tạm thời của TVN. Căn hộ 404 là một chương trình thực tế diễn ra trong bối cảnh một căn hộ với sự tham gia của Yo Jae-suk và Cha Tae-hyun, làm tăng thêm sự mong đợi. Nếu như Jennie và Lisa đều đã có những bước đi riêng, thì hai thành viên còn lại của Blackpink là Jisoo và Rose vẫn chưa công bố bất kỳ quan điểm chính thức nào về việc liệu họ có gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản YG Entertainment hay không, cũng như các hoạt động trong tương lai.